Lịch sử không chỉ là một môn học mà đó còn là niềm tự hào của cả một dân tộc. Thông qua những bài học lịch sử khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thế hệ học sinh đã được bồi đắp lý tưởng, hoài bão để hiện thực hóa khát vọng cống hiến và trưởng thành. Một tiết học lịch sử dành cho học sinh khối lớp 4 tại trường tiểu học Yên Nhân, cô giáo Đinh Thị Mừng đã tìm được phương pháp để lôi cuốn học sinh hào hứng với môn học. Những hình ảnh sinh động được trình chiếu kết hợp với kênh chữ cùng lối kể chuyện mạch lạc, logic, truyền cảm đã giúp các em nắm chắc kiến thức hơn. Tôi đã vận dụng cái phương pháp kể chuyện, phương pháp hỏi đáp và phương pháp sử dụng các bao bòi để giúp các em tiếp thu những cái thông tin về nhân vật Trương Hán Siêu. Từ đó thì giáo dục các em biết tự hào về những nhân vật lịch sử và phấn đấu học tập tốt hơn. Đối với lịch sử ở cấp tiểu học thì học sinh lớp 4 thì các em học theo các quá trình, đó là bới đầu dựng nước và giữ nước, và sau đó là các học đến các nhân vật lịch sử qua các thời kỳ. Và đến sang phần lớp 5 thì các em học được lịch sử thời kỳ hiện đại gần đây, đó là cuộc kháng chiến chống Pháp, cuộc kháng chiến chống Mỹ, rồi là các nhân vật lịch sử ở địa phương. Hơn 20 năm giảng dạy môn lịch sử, cô giáo Phạm Thị Hương Lan cho rằng giáo dục lịch sử chính là giáo dục tình yêu quê hương đất nước, đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam uống nước nhớ nguồn. Qua đó, góp phần tích cực khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Đây chính là nền tảng tinh thần quý giá trong mỗi cá nhân. Mình có thể giáo dục học sinh rất nhiều qua cái môn lịch sử. Dạy để các em biết đến quá khứ, biết đến để có được cái hòa bình, độc lập, tự do và cuộc sống bình thường như hiện nay, thì cha ông chúng ta đã phải đánh đổi cả máu, cả xương thịt của mình và nước mắt. Lịch sử là gốc rễ, là nguồn cội, là niềm tự hào, tự tôn của một dân tộc. Vì thế em cảm thấy việc học lịch sử là một việc rất ý nghĩa và quan trọng. Từ tầm quan trọng của môn học lịch sử mà đội ngũ các thầy cô giáo đã luôn trăn trở tìm giải pháp để chinh phục trái tim học trò, để rồi tự thân các em yêu thích môn học này, chủ động khám phá, tích cực tìm hiểu. Học tập lịch sử giờ đây không chỉ là những con số, mốc thời gian, chuỗi sự kiện, mà còn là ý nghĩa, bài học rút ra từ thực tế, góp phần hình thành ở học sinh thế giới quan khoa học. Bộ môn lịch sử ở trường phổ thông có vị trí và vai trò quan trọng nhằm giúp học sinh có được những kiến thức cơ bản cần thiết về lịch sử địa phương, lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới. Thông qua đó góp phần hình thành cho học sinh thế giới quan khoa học, đồng thời giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, giáo dục truyền thống dân tộc, giáo dục tình đoàn kết hữu nghị đối với các dân tộc trên thế giới, giáo dục niềm tin và sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người và của dân tộc, niềm tin và sự lãnh đạo của Đảng. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam đã khẳng định tầm quan trọng của học lịch sử, qua đó để biết về quá khứ, trân trọng giá trị hiện tại và hướng đến tương lai với trách nhiệm cao cả trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó chính là biểu hiện của tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người dân Việt Nam.